chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cố hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Cũng may á là mợ hai với đứa nhỏ không có sao. Nếu mà có chuyện gì á, con chết cũng không có hết tội nữa đó bà Năm. Thôi đi con, dù sao mợ hai cũng tai qua nạn khỏi rồi. Thôi, bây đừng có khóc nữa. Tại con thầy Bảy thất nhân ác đức đó đó, tự nhiên đưa lộn thuốc cho con làm cái gì, xém chút nữa con hại chết người rồi. Uống nước đi Sen, đừng khóc nữa Sen. Nhưng mà đâu phải lỗi của Sen đâu, mà mọi người cũng không có ai trách Sen hết. Thằng Tèo nó nói đúng đó con. Uống miếng nước đi. Thôi, uống miếng nước đi. Giờ này mà con có khóc lóc gì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Bây giờ á, bây cố gắng chăm sóc cho mợ hai thiệt tốt á là được rồi. Nghe là bà Năm đi Sen. Ừ, thôi uống nước đi con. Chén đây. Cảm ơn. Chuyện của Lụa có phải chính bà Mần không? Cậu qua đây á chỉ là để hỏi chuyện đó thôi sao? Phải. Đúng là tôi không có ưa gì con Lụa hết, nhưng chuyện đó tôi không có mần. Còn ai mần á thì chỉ ông trời mới biết được. Nếu bà không mần thì ai mần chứ? Con Lụa không phải chỉ có một mình tôi là thấy nó gai mắt đâu, còn có người thấy nó còn gai mắt hơn tôi nữa đa. Bà muốn ám chỉ ai? Mà chuyện con Lụa bị như vậy cũng hay mà. Không phải chuyện đó cũng sẽ tốt cho cậu hơn sao? Tốt cái gì? Tôi đã nói với bà rồi, tôi không muốn hại Lụa. Cậu mà còn quá nhân từ như vậy thì làm sao mà mừng việc lớn được đây? Cậu nên bình tĩnh lại, ngồi xuống mà uống miếng trà đi. Con mời bà uống nước. Bà, thiệt là con nghĩ hoài không ra chuyện này luôn á. Bây không hiểu cái chuyện chi? Thì cái chuyện mà mợ hai uống lộn thuốc đó. Trời ơi, thiệt là cái chuyện xảy ra một cái sự nhầm lẫn mà con không thể nào con nghĩ ra được luôn á. Mà cũng tại ông thầy thuốc nữa, khám cho người ta rồi tự nhiên kê lộn thuốc phá thai. Trong cái vụ này, chắc chắn là có người đánh tráo thuốc. Bà, không lẽ là bà Tư với lại mợ ba làm chuyện này sao? Trước giờ con thấy hai người này luôn luôn tìm cách chống đối bà với lại mợ hai. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Có thai, sao lại uống thuốc phá thai chứ? Sức khỏe của con Lụa làm sao rồi? Dạ, cũng đỡ nhiều rồi má. Trong cái chuyện này, tôi thấy có cái điều gì đó không có bình thường. Không biết cậu có thấy như vậy không ha? Má nói vậy là có ý gì? Chuyện ăn uống của con Lụa luôn luôn là được chị cả chăm sóc. Sao tự dưng lại xảy ra cái chuyện là uống lộn thuốc được chứ? Trong khi đó, chị cả đâu phải người đàn bà hời hợt đâu. Chuyện này cũng có lẽ là do thầy thuốc bốc nhầm thuốc thôi. Trời, người ta là thầy thuốc kinh nghiệm mấy chục năm, chẳng lẽ lại đi bốc lộn thuốc dưỡng thành thuốc phá thai hay sao? Có chăng là người trong cuộc muốn đổi thuốc thôi. Người trong cuộc muốn đổi thuốc hả? Tôi có chuyện này, nếu mà tôi nói cậu nghe không thuận thì đừng có để bụng. Thường thì người ta chỉ muốn bỏ con ở hai trường hợp. Thứ nhất là khi người đó hận cha của nó. Thứ hai, khi đứa bé đó không phải là con của chồng mình. Vì sợ chồng mình và thiên hạ biết nên mới bỏ đứa con thôi. Má thôi đi, đừng có suy diễn lung tung nữa. Nè, tôi lo và nghĩ cho cậu với cái gia đình này nên tôi mới nói như vậy thôi. Cậu nghe không lọt lỗ tai thì thôi, coi như là tôi chưa có nói cái gì hết. Mà cậu đừng có để trái tim nó làm lu mờ lý trí. Dù sao thì con Lụa với lại cậu Bình cũng biết nhau trước khi cậu ta vào nhà này làm cậu cả. Xe qua cô bác ơi. Cậu sao ngồi đây uống rượu mình vậy? Có chuyện buồn hả? Không có gì đâu, uống vài ly cho nó vui thôi mà. Uống với tôi một ly nha. Tôi thấy tâm trạng của cậu không được tốt lắm nha. Chắc có chuyện gì xảy ra hả? Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn bình thường. Rồi cậu mợ hai thì sao? Mợ hai có bầu chắc là cậu hai sanh vui lắm ha. Vui cái gì? Thằng sanh đó không xứng đáng với Lụa. Chính vì nó mà Lụa mới xảy ra sự cố đó. Ủa chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy? Chuyện gì vậy? Lụa uống nhầm phải thuốc phá thai. Trời đất, nguy hiểm hai mẹ con luôn. Cũng hên là tai qua nạn khỏi. Chính thằng sanh đã khiến Lụa phải bị như vậy. Trời đất ơi, sao mà ra nông nổi dữ vậy? Rồi bây giờ hai mẹ con mợ hai sao rồi? Bây giờ thì không sao rồi, nhưng mà ít ra cũng bị ảnh hưởng tới sức khỏe của Lụa chứ. Lụa đúng là đáng thương thiệt mà. Cái chuyện này chắc chắn là có kẻ ám hại mợ hai rồi. Tội nghiệp mợ hai, bụng mang dạ chữa vậy mà phải cố gắng chống chọi bao nhiêu thứ. Chị, rau muống nhìn ngon quá trời chị. Ừ, phải có con lụa về hái cho nó một mớ. Có bầu á, ăn rau muống tốt lắm. Chị nhắc em mới nhớ. Hổm rày, không biết bên đó con lụa nó có bận chuyện chi không? Mà em không thấy nó về nhà đó. Không, nghe nói nó ốm ngén dữ lắm, thành ra nó ít có đi đâu. Tôi mới bắt được mấy con cá mang qua cho hai bà nè. Ông mới tới. Từ hồi mà có bà hai ở đây nha, cái tôi được hưởng lộc ké. Ông nè, hổm rày, ông có tin tức gì bên nhà ông hội đồng không? Có nên nói chuyện mợ hai cho họ biết không ta? Ông sao vậy? Sao ông thừa người ra như vậy? Tôi hỏi nãy giờ mà ông không chịu trả lời. Bà hỏi tôi hả? Bộ có chuyện gì xảy ra hả? Có chuyện gì thì ông nói đi. Ông nói đi mà. Ông mà không nói là tôi hỏi người khác đó. Bà... Sao? Có chuyện chi rồi ông nói đi. Mợ hai uống nhầm. Mợ hai sao? Ông có chuyện chi giấu tôi hả? Mợ hai uống nhầm thuốc. Hả? Cho nên ảnh hưởng tới mẹ con cổ. Kìa chị. Chị có sao không chị? Chị Mà con lũ tôi nó có sao không vậy? Dạ cũng may là mọi chuyện nó cũng qua rồi. Cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ cô ấy cũng phải cần tịnh dưỡng. Vậy hả? Trời ơi, hèn chi. Hổm rày, không thấy nó về thăm nhà là tôi nghi lắm mà. Tại sao mọi chuyện lại ập tới gia đình tôi như vậy chứ? Không được, tôi phải về thăm nó. Bà về, bà cho tôi đi với. Dạ. Khoan đã, hai bà cứ bình tĩnh đi. Bây giờ là mợ hai đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bà Lạc thì có thể vô thăm được. Còn bà hai thì tôi sợ. Mọi người tính đi đâu vậy? Chị cả, em nghe nói con lụa bị uống lộn thuốc hả chị? Nó có sao không chị? Nó không có sao rồi. Mọi người cứ yên tâm đi. Tôi với thằng Xanh đang điều tra chuyện này đó. Chị cả nè, em với chị Lạc á muốn về thăm con lụa. Chị giúp em nha. Hả? Được không chị cả? Chị giúp em nha chị. Nè, nếu thấy còn mệt á, em nằm chút nữa đi. Em muốn qua bàn bên kia uống nước. Anh dìu em đi. Em uống đi. Cảm ơn anh nha. Xem chút nữa đã hại chết con mình rồi. Lẽ nào đứa con trong bụng của Lụa không phải là con của mình? Ủa bà. Con đi mừng công chuyện đi. Dạ. Bà mới tới thăm mợ con hả? Ừ, mới tới. Để con gọi mợ. Bà vô đây đi. Mợ hai ơi, mợ hai ơi. Nè, làm cái gì mà la lối ôm sòm vậy? Bộ nhà không có chủ hả mày? Dạ. Đi làm việc đi. Dạ. Dạ, chào mợ. Ôi trời, tưởng ai? Thì ra là cái bà bán cá hả? Bữa nay mặc đồ đẹp dữ ha. Hèn chi tôi nhận không có ra. Mà cho dù bà có mặc đồ đẹp, đồ tốt đi chăng nữa thì người bà vẫn tanh mùi cá. Dạ. Công nhận á, con nhỏ con của bà nó đu bám giỏi thiệt. Bán cá mà dụ dỗ được con nhà ông hội đồng. Gia đình bà một manh áo lành cũng không có, nhờ đi bán con á thì mới có đồ đẹp mà mặc. Dạ. Nè, dì nói ai vậy hả? Má. Ủa, tôi đang tiếp khách mà. Nè, dì phải làm ơn nhớ rõ nghe chưa. Tôi mới là mợ hai của nhà này. Suy cho cùng, dì là nhỏ, tôi là lớn, dì phải biết tôn trọng tôi chứ. Thôi con lụa, má không sao hết trơn á. Má cứ để cho con nói. Nè, dì nên nhớ là phải phân biệt lớn nhỏ nghe chưa. Dì có cái quyền gì mà xúc phạm má tôi như vậy? Dì không vừa lòng chứ gì. Dì nói thẳng ra với tôi nè. Má. Ừ con. Con đang tính vài bữa nữa con về thăm má đó má. Trời đất ơi, má nghe con uống lộn thuốc, xé một chút xíu nữa là nguy hiểm tính mạng. Má lo quá má chạy qua đây má thăm con đó. Con không có sao hết đó. Thiệt. Ừ. Nè má coi đi, con khỏe lắm. À, rồi. Má lại ăn cơm với con nha. Không được đâu. Thấy con khỏe mạnh vậy là má yên tâm rồi. Đó, má chỉ thăm con chút xíu rồi má đi về liền hà. Ừ, thôi, má vô phòng chơi với con nha. Má vô với con một chút. Trời ơi, bắt tôi trùm đầu trùm cổ, khó chịu muốn chết à. Trời đất ơi, bà phải ăn mặc gì nè, người ta mới không phát hiện ra. Hiểu không, ráng chịu khó đi. Với lại nhớ lời bà cả dặn chưa. Có ai hỏi thì nói là đi may quần áo cho bà cả nghe chưa. Tôi biết rồi, nói hoài à. Thì tôi lo cho bà thôi. Thiệt tình, đi về nhà mình mà giống như là đi ăn trộm, tôi khó chịu quá. Thì bà ráng đi, nghe chưa. Rồi sau này mọi chuyện sáng tỏ rồi bà trở về có danh có phận đàng hoàng. Không biết bao giờ mới tới ngày đó nữa hả ông. Nhưng mà tôi cũng không rõ tôi có chờ được tới ngày đó không nữa. Bà cứ suy nghĩ chuyện không hay không à. Bà cứ tin tôi đi, trời không phụ người hiền đâu. Muội à. Dạ. Dạ bà kêu con. Con đi ra ngoài đón bà hai cho bà. Nhớ cẩn thận, không được để ai nhìn thấy nghi ngờ gì nghe chưa. Thiệt tội nghiệp bà hai. Lúc trước á, muốn đi đâu thì đi, không ai dám nói gì. Bây giờ về nhà cũng phải lén lút đi ăn trộm. Thôi cô đi nhanh đi. Dạ. Ông đứng đây đợi nha. Lát nữa tôi đưa bà hai ra sao? Được rồi. Dạ bà hai. Mình đi nhanh đi bà. Đứng lại. Chưa hết rồi. Muội. Dạ. Ai vậy? Dạ. Nè, bây dắt ai vô nhà mà mặt mũi lại bất minh như vậy? Dạ thưa bà Tư, đây là thợ may. Bà cả kêu về may đồ cho bà cả. Vậy hả? Dạ. Ừ, đi đi con. Dạ. Hả? Tôi còn tưởng ai, hóa ra là bà hai nhà này. Mà quên, chị đâu có còn là bà hai nhà này nữa. Ông ra đây coi nè. Ông coi ai đến nhà này hôm nay. Cái gì vậy? Bị đuổi mà ra vô nhà này giống như là nhà của mình vậy đó. Mà cũng phải thôi, vì có người hậu thuẫn mà. Ai cho phép bà đặt chân vô cái nhà này? Ai cho phép bà? Còn ai vô đây nữa? Làm lớn mà không nghiêm minh. Có cái chuyện quản lý gia đình thôi mà làm cũng không xong nữa. Là tôi đó. Tôi đã tìm cách đưa dì hai về thăm con lụa. Ông coi đó. Chị cả chỉ nói như vậy đó, chỉ có coi ông ra cái gì đâu. Chị dám qua mặt ông. Chỉ đưa người này, người nọ, người kia, ai cũng vô cái nhà này được hết á. Đâu có coi ông ra cái gì, cũng không thèm hỏi ý kiến ông luôn. Bà còn khóc được nữa sao? Bà còn khóc được nữa sao? Đi! Đi ra khỏi nhà này! Hay là bà buộc tôi! Tôi kêu người hầu ra tống cổ bà! Tôi đi! Ông bớt giận không? Ông bớt giận! Còn bà nữa! Tại sao bà dám qua mặt tôi? Bà quản lý gia đình kiểu đó hay sao? Phá hết cái gia quy của nhà này hay sao? Lần này tôi cảnh cáo bà, lần sau tôi không bỏ qua đâu. Dạ bà cả ơi, con xin lỗi mà. Không sao đâu con. Đối đầu với hiểm nguy. Chạy đi! Đã đến lúc mày xuống máu rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có một khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi! Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.